xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với mini game, mini world. Và đây là Noob. Xin chào. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái mini game có tên là Đại Chiến Rồng. Nhiệm vụ của mình ngày hôm nay đó là đi tiêu diệt những cái con rồng và chế tạo đồ VIP. Đấy, nhưng mà vừa vào đã thấy quánh lộn rồi thế này. Vừa vào mà chưa gì đã quánh lộn được ghê vậy. Đó, đi chế đồ đi. Rồi, mình như bạn này vừa cho mình cái mảnh bully. Rồi, ok. Ui, mình sẽ mở những cái túi may mắn trước. Úi, một quả câu lửa. Ui, 30 mảnh bully luôn này. Rồi, ok. Rồi, chưa gì đã đánh nhau rồi. Thế này thì không ăn thua rồi. Ok, chúng ta sẽ nâng cấp kiếm. Rồi, các bạn thấy không? Chưa gì vào đã thấy đánh nhau rồi. Chưa gì vào đã thấy đánh nhau thế này. Thì làm ăn cái gì rồi? Ở đây chúng ta sẽ có những cái con rồng. Xem nào, rồng. Đây rồng level 1. Chắc là mình sẽ đi farm rồng level 1 trước bạn. Đấy, không ra được này. Rồi, chúng ta sẽ đặt những cái con rồng level 1 vào đây. Đấy, bắt đầu nó sẽ xuất hiện này. Úi dồi ôi, bạn kia xong thả con rồng to thế. Trời đất ơi. Rồi, xong toang rồi đấy. Toang rồi, sao lại. Trời ơi, sao lại làm. Tôi chơi dại thế nhờ. Trời ơi, việc người nhỏ làm việc nhỏ thôi. Trời ơi, đi đánh con rồng. Đi đánh con rồng to dã man luôn bạn ơi. Rồi, mình cứ từ từ đã bạn, mình cứ đánh từ bé đến to đã. Đấy, đây là ui giời ơi, con rồng mấy đầu đây, con rồng ba đầu ấy tìm mình kìa. Ấy, tha bạn, thật sự lợi trẻ người non dạ. Đất ơi, cái thằng kia nó thả con to chả bá lửa ra các bạn ơi. Cái này là vừa oánh rồng mà vừa oánh lộn luôn đấy các bạn. Rồi, đất ơi, trời đất ơi, rồi mình cứ từ từ đã các bạn, cứ từ từ đã, biết thế vừa lấy mình chế khẩu súng là ngon ăn không. Rồi, chúng ta sẽ đánh những cái con rồng level 1. Con rồng kia không biết level mấy bạn, rồng ba đầu luôn ạ. Ghê thật. Ui hồi nó lại ra đến nó rình dập. Ấy, rình dập cả con cá mập. Ừ hay quá, nó chết rồi. Hay quá, team mình giết luôn các bạn này. Team mình giết luôn con rồng này đấy. Rồi ngon. Thế thì lại được điểm luôn. Ua, chạy về đây hồi máu. Ui dồi. Thằng này nó vào tận đây nó đánh mình các bạn. Sợ thật. Rồi nó chết queo luôn. Vào đây. Ui giời. Vào đây. Đâu rồi, nó đâu rồi. Trời đất ơi. Rồi, ok, không sao rồi, bạn ấy đi bụi rồi. Đấy, căn bản là mấy con rồng nó vào đây thế nên là nó cắn hộ mình luôn. Rồi, mình sẽ chế tạo nhá. Nâng cấp các bạn đây. Thế nào, nâng cấp lên kiếm ạ. Ôi, cần 70 ạ, kiếm level 4 cần 70 ạ. Trời ơi. Dã man vậy. Rồi, thế chắc có lẽ mình kiếm lên 30 đi, chúng ta sẽ lên ui dồi ôi, chúng ta sẽ lên được cái súng các bạn. Cái súng ống. Ê thật. Cần 70 ạ. Gì mà mắc đấy. Rồi luôn. Thanh niên củ chuối này. Ê. Chết giờ mình đi đâu này. Đến khu vực boss các bạn ơi. Rồi luôn, mình đến khu vực boss luôn ạ. Ok, có con rồng chúa ở trong đấy đấy. Chúng ta có con rồng chúa ở trong đấy đấy. Rồi chúng ta mua khẩu súng nào. Thật sự luôn. Khẩu súng. Úi dồi. Úi dồi. Súng xịn đấy. Súng bắn mũi tên ánh sáng luôn à. Ôi nhưng mà bắn yếu đấy. Trời đất. Bắn hơi yếu này. Rồi luôn, bắn hơi yếu các bạn. Hơi yếu. Thật sự là rất yếu ấy chứ. Rồi, team mình 39 điểm rồi. Không biết là bao nhiêu điểm để chiến thắng nhưng mà mình đang phải vật lộn với đống rồng ở trong này. Ê, cứ cứu vậy. Trời đất. Rồi. Ôi trời đất ơi, nó bầu bầu. Ui trời đất ơi. Rồi xong rồi, toàn rồi các bạn. Chính thức thất thủ rồi. Mình chắc là phải dùng kiếm thôi. Dùng kiếm thôi các bạn. Đánh đi em ơi. Đánh đi bạn ơi. Bạn ơi đánh đi bạn ơi. Tiêu diệt mấy con tà rồng ấy đi. Trời đất ơi, nó khỏe quá. Ủa cái kiếm vẫn là mạnh các bạn. Cái kiếm vẫn là mạnh. Rồi nhưng mà bây giờ làm thế nào đây. Bẻ lên súng thì cần 70 này. Kiếm thì xem nào, kiếm cũng cần 70 xem nào. Ui dồi ôi, mình được khá nhiều. Ê, rồng ơi, ra đây rồng ơi. Rồi ok, không sao. Chúng ta sẽ cố gắng các bạn nhé. Mình sẽ cố gắng là kiếm để nâng cấp cái kiếm thôi. Cái súng từ từ đã, súng cảm thấy yếu lắm. Ui, bốt. Chui đúng cái khu bốt luôn ạ. Rồi, đất ơi. Chui vào cái khu bốt là nguy hiểm lắm. Rồi, team mình gọi là rất là vật lộn với đống rồng. Ui dồi. Rồi, không sao. Có chết thì mới chúng ta mới có đồ được. Ây da. Rồi, nhặt. Đâu bao nhiêu rồi? 64 rồi. Úi dồi ơi, sắp được rồi các bạn ơi. Sắp được rồi. Láo.
Lão đấy, mấy con rồng của bác này. Lão mới tạo, lão mới núp ạ. Lão mới Transformer Optimus à. Rồi ok, chúng ta được kiếm vàng rồi, có skill đánh lui rồi. Cái gì? Chị làm cái gì? Cái gì? Trời đất ơi. Ôi, sao mình lại xuất hiện ở team này? Lão này, trời đất ơi, ông kia sang tận bên team của mình để đánh lộn mà. Rồi ok. Để mình xử lý. Rồi đất ơi, mạnh dã ma luôn bạn. Ai dạ. Quá mạnh. Để mình xử lý. Ui, giờ này lút đồ bạn ngon thế nhỉ. Ui, nhiều đấy. Trời đất ơi, thích gì đâu. Đã cái gì đâu. Chết luôn. Rồi không sao. Kiếm đây, sức mạnh của kiếm đây. Đừng có đùa bạn. Ui, bạn kia lại chế súng rồi, bạn kia dại rồi. Không có dại nào mà cái dại này rồi. Trời đất ơi. Đừng chế súng em ơi. Đừng chế súng bạn ơi. Ui, kiếm. Không kịp ăn luôn bạn. Ai dạ. À, chắc có lẽ rằng là mình không thể nào mà dùng rồi. Con rồng này nó khỏe dã man luôn. Con rồng này nó khỏe dã man. Ui. Bao nhiêu rồi? Ui 45 này. À, cày rồi đấy. Bắn nó. Các bạn thấy khổ không? Bắn được mấy con rồng thì khổ. Ok. Rồi đó đây, ok. Bắn hết rồng đi em ơi. Bắn đi. Rồi, ui giời. Ui giời, mệt dã man rồi, kiếm kim cương rồi. 120 chúng ta lên được cái kiếm. À, cái này skin độc các bạn. Rồi, hay quá, skin độc cũng được. Rồi, mạnh đấy các bạn ạ. Mạnh dần đều rồi. Ok, cứu cái gì, không ai cứu đâu. Trời đất ơi, không có ai cứu ai cùng gì đâu. Thanh niên đi đâu rồi. Thanh niên ngáo ngơ, ôm ai con bọc cười. Rồi, chúng ta sẽ tiêu diệt. Đấy. Trời đất ơi, cứu cái gì. Ai. Thanh niên cụt chuối này. Có khẩu súng kìa. Rồi không, mình không cứu ai cả các bạn. Mình tự thân vận động rồi. Ai, cứu vậy. Chết sở rồi. Rồi ok, chúng ta sẽ. Úi giời, mạnh dã man luôn bạn. À, thanh niên củ chuối này. Trời đất ơi. Nào, dòng level 1 đâu. Ui, để dòng level 3. Rồi, chúng ta thử thả dòng level 2 nào. Ái da, dòng level 2 có kiếm các bạn ơi. Rồi, ok, không sao. Bắt đầu nâng cấp lên trình độ dòng lên level 2 các bạn. Ái da, dòng level 2 cầm kiếm luôn ạ. Sợ thế. Ui, nó khỏe. Nó khỏe cái gì đâu. Rồi, ok. Khỏe với chúng tôi này. À, nhìn con dòng level 2 tếu thật. Tếu thật. Ok. Dòng level 2. Dòng level 2 với chúng tôi này. Dòng level 2 này. À, mình cho nó bị độc. Ôi trời, hồi máu. Ôi trời. Rồi đó đây. Thằng nào được bao nhiêu rồi ta? Mình cần đến 120 để có thể nâng cấp được lên cái. Ui, chết rồi, nó càng ngày càng đông rồi. À, bạn kia đứng ở ngoài bắn ạ. Cày thật các bạn. Cày. À, cày. Có cái khẩu súng lởm nhưng mà cứ thích bắn mình. Ôi, trời. Cái này có khi là mình nên chế thêm một cái áo giáp các bạn. Chứ không, thế này để yếu quá. Phòng thủ yếu quá. Ấy. Vẫn còn một con ngáo ngơ nó đây này. Rồi, bây giờ chúng ta súng level 2 này. Ok, mình sẽ đi tiêu diệt nào. Không biết là mấy con bốt kia nó có cho mình cái gì không? Hay là mình xuống đánh bốt thử xem. Láo đấy. Ui, con rồng level 2 nó khỏe thật sự luôn ấy. Rồi, bây giờ chúng ta được cái được 95 rồi. Còn một xíu nữa thôi là chúng ta được súng level 2. Súng level 4 là max à? Ui, xịn thế. Rồi, súng level 2 nè. Level 3 là cần 100. À, bắt đầu nó bắn nhanh dần rồi các bạn. Trời ơi, nhưng mà nó sát thương nó vẫn thế à. Trời đất ơi. Sát thương nó vẫn thế các bạn. Rồi, mình thử xuống tiêu diệt mấy. Ui, mấy con rồng này ghê vậy. Chạy. À, con bốt này. Mấy con bốt này thử xem nào. Rồi, ok, mình đứng như này, mình bắn. Làm gì được nhau. Rồi. Sao nó lên được đây. Đất đây. Mày xuống dưới. Ai cho mày lên đây. Rồi mình thử
Hết chưa? Ờ, hết rồi. Ờ, lên đây. Đố anh bắt được em đây. Để mình thử bắn con trên kia nào. Bắn con trên kia xem nó cho mình được cái gì không. Bắn mấy con này đã. Này. Nào, làm gì? Cho bị độc. Cho bị độc này. Rồi. Nào, nó cho cái gì đấy? Ô. Giết mấy con bot này không được cái gì à? Được điểm đấy à? Trời đất ơi. À, kia. Có túi siêu VIP luôn các bạn ơi. Wow. Còn giàu rồi. Úi rồi ôi. Trời đất ơi. Rồi. Mình đã tìm ra được một cái gọi là hướng đi rất là sáng suốt. Để anh, trời ơi, để anh hướng đi rất là sáng suốt các bạn. Nha. Hướng đi của mình sáng suốt đấy. Hướng đi của mình hơi bị sáng suốt các bạn. Hơi bị sáng suốt luôn. Bây giờ mình chỉ cần nâng cấp cái súng VIP Max đã. Trời ơi, xong rồi tính sau. Ôi, cái súng này bắn yếu sinh lý thế. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Yếu dã man luôn các bạn ơi. Trời đất, các bạn thấy không? Cảm giác nó bắn nó yếu hơn cả cái súng vừa nãy. Rồi, mình sử dụng kỹ năng này. Con rồng bốt kia nó bay đi luôn à. Rồi, luôn. Con rồng này thì nó không cho mình cái... Không cho mình cái chế tạo cái kia nhỉ, từ rồi nhá. Để tí nữa xem mà mình tiêu diệt xong con này. Rồi, ok, xem nào. Rồi, ok, được một túi siêu VIP này. Và mở là được 64 này. Thế thì bây giờ mình sẽ cần cái quả cầu lửa. Quả cầu lửa chế tạo từ đâu? À đây. Rồi luôn, súng mắc đây rồi. Quả cầu lửa với chúng tôi là quả cầu. Cái gì? À, ghê rồi, bạn thì ghê rồi. Ui, súng VIP mắc vào lởm đấy. Trời đất ơi, súng VIP mắc vào lởm đấy. Láo này. Rồi, thôi. Chắc là mình sẽ chỉ kiếm nữa bạn. Để Cái gì cơ? Trời đất ơi, thấy gì chưa? Ôi, bạn này cũng biết cách rồi. Bạn này cũng biết cách farm đồ rồi. Hay quá bạn ơi. Nhanh. Chúng ta phải gọi là mình phải nâng cấp kiếm xịn các bạn. Tính ra cái này là chế súng là phải xịn này các bạn. Rồi, ok, một cái. Xuống nhà. Còn túi nào? Ê, chạy. Rồi, ok. Bắn đi. Cứ bắn đi. Rồi, ok. Ui giời, lại ngon luôn các bạn. Ui giời. Nào được. Sao mình được có mỗi túi? Trời đất ơi. Rồi, được một túi các bạn. Được một túi luôn. Thì mình kia không biết đâu. Kiếm level 7 này. Level 8 cần 200 phải không? Úi giời, team mình này vẫn đang hí hoáy. Ui, xem nó đi đâu này. Vẫn đang hí hoáy các bạn. Hí hục làm gì không biết. Trời đất ơi. Thôi, mình đi xuống cái kia đánh mấy con kia các bạn. Đánh mấy con kia nó còn mạnh. Nó còn được đồ VIP. Đấy, chúng ta sẽ đánh những cái con dòng VIP này. Đấy, bạn kia là không biết đâu. Bạn kia sao biết được con dòng VIP xịn xò. Rồi, một bé này, tí mình sẽ súng nhặt sau. Ua, bạn thấy không? Súng VIP mà nó còn như thế này rồi thì trời đất ơi. Yếu dã man. Chém cho, bay ra khỏi. Cái này không được rồi, kỹ năng này không được rồi. Kỹ năng này không dùng được cho mấy con rồng này rồi. Quánh một cái nó toàn bay lên không trung gặp chị Hằng cái này đi. Ui rồi. Trời đất ơi. Bắn như thế mà. Chạy. Mình sẽ đánh con này các bạn. Ồ, ui. Wow. Tính ra đánh lẻ từng con một các bạn. Dụ từng con một. Mày. Đấy, dụ từng con một đánh lẻ các bạn. Đấy, đánh mấy cái nó chết liền à. Ui, mỗi tội là mình thủ hơi kém rồi. Mình phòng thủ hơi kém rồi chứ còn solo 1v1 không biết ai hơn ai đâu. Hiểu chưa mấy con lợn. Anh em mấy con rồng. Tao không sợ mày.
Tao không có sợ mày, hiểu chưa? Hiểu chưa? Thôi, mình về đó bạn. Ui dồi ôi, được 6 túi luôn ạ. Trời đất ơi. 6 túi, nhiều lắm rồi. Cần hết mấy cái này đi. Mấy cái này mình nghĩ là không có cần tới đâu. Giờ mình tập trung cho việc. Ui dồi ôi, toàn 64 này. Mỗi chuyến đi là chúng ta kiếm được khơ khớ đấy. Kiếm level 8 này. Ui, sắp rồi, sắp kiếm level 10 rồi. Đâu rồi? Sao? Ra đây. Ra đây, cháy luôn đi chứ. Cháy luôn đi chứ. Hít mà cái bị cháy rồi. Lêu. Ai hi xem nào. Cháy level 5 siêu mạnh à. Ui dồi ôi. Ui, cháy hết khu này luôn à. Wow. Xịn thế. Trời đất ơi. Dã man. Ơ chết rồi chết. Xin. Ui, nhặt nhiều túi lắm các bạn ơi. Cái kỹ năng của cái kiếm này mạnh lắm luôn ý. Trời ơi, nó cháy một cái rồi là cháy hết khu này luôn. Rồi, lên đây, leo lên. Mình sẽ sử dụng kỹ năng cháy cho cháy hết toàn bộ cái con rồng ở đây nhá. Rồng ơi, chuẩn bị. Mình sẽ tiêu diệt hết bọn này. Mình mà tiêu diệt được hết bọn này thì là sức mạnh đây. Ui, rực lửa bạn. Úi dồi ôi, leo lên đây ạ, leo lên. Một bé này, mình thấy một bé gục xuống rồi. Ui, rất là nhiều con gục xuống rồi. Wow, mạnh dã man. Ui, đến giờ hành quyết rồi. Ui, nhiều thật sự các bạn. Ui, chết hết luôn rồi. Wow. Không có sợ em ơi, xuống đây lấy đồ đi em ơi. Trời đất ơi, xuống đây mà lấy đồ đi. Trời. Rồi, xong rồi, team bên kia xong rồi. Team bên kia chính thức là end game rồi đấy. Ui, mình tiêu diệt, để team mình ăn hết đống bốt này là xong rồi. Để team mình ăn hết đống bốt này là biết thế nào là sự lợi hại rồi. Ui, xịt thật sự. Ui, dòng với chúng tôi à. Rồi, ok. Làm sao, hồi sinh lên. Nào, hồi sinh lên. Nào. Hồi sinh lên, có tuổi đấy. Có tuổi nhưng mà tuổi già à nào. Á xà, bạn này cứ một mạng. Hồi sinh lên. Mình sẽ cho bạn này biết thế nào là sự lợi hại các bạn. Sự lợi hại. Thôi chạy, hồi máu đã. Cứ bình tĩnh thôi. Hồi máu đã, ui, chết luôn ạ. Mình càn tử luôn. Hồi máu này, đâu rồi. Đâu rồi, chắc là không dám hồi sinh nữa bạn. Rồi ok, trên kia. Đi lên các bạn này. Trời ơi, team mình cai quản khu dòng VIP luôn ạ. Láo này. Đâu, đánh đi, động mọi người. Chỉ cần động mọi người thôi. Đánh đi. Nào, cháy luôn các bạn, rực cháy luôn. Úi, lửa đốt. Cày lắm rồi, sắp chết rồi. Lửa đốt này ghê lắm. Nào. Rồi, ok. Ui hồi, 64 bạn. 64 cái này thì không biết. Ơ, cái gì cơ. Thôi, đây là nhà của tôi nha. Thôi, đất ơi, đâu. Ui, bạn này dai rồi các bạn. Bạn này dai. À, chạy rồi, biết điều chạy rồi. Ok, bây giờ đến giờ hành quyết rồi. Ui, 64 bạn ơi, các bạn nhân sơ lên. Ui, một cái túi này thì được một stack. Thì các bạn nhân sơ lên được vui full luôn rồi. Trời đất ơi. Kiếm này. Đất ơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chế cái quả cầu này. Quả cầu lửa. Kiếm bí ẩn này. Ui, nhiều lắm các bạn ơi. Khoán gà mái mình chế tạo. Rồi ok. Cái gì đâu. Trời đất ơi, đâu ngon ra đây. Nhá, để tôi chế cái bộ áo giáp đã. Nâng cấp cái bộ áo giáp. Ui, không nâng cấp được rồi. Cần mảnh bully à. Rồi ok. Mình sẽ nâng cấp cái này đã. Bộ áo giáp đã làm. Bộ áo giáp kim cương đã. Lo cái gì. Vội vàng làm gì. Rồi. Xích này. Ui dồi, bạn nào thả ra lắm cái con quái vật đầu to ấy kia. Rồi xong rồi đấy. Mình chế tạo được cái bộ áo giáp kim cương là team bên kia là toang rồi đấy. Chính thức là toang rồi.
không còn gì để nói rồi. Ui, lại là đuộc của nó luôn đấy nhở. Rồi, ok, xong chưa? End game chưa? Avenger end game chưa? Sao? Đánh đi, bê đánh đi, bê đánh đi đã nào, đánh đi đúng rồi. Ui trời, cầm cái kiếm vàng cùi bắp này nào. Hồi sinh ở đây, ok, đặt điểm hồi sinh ở đây thì cho biết thế nào là hồi sinh ở đây các bạn. Đặt điểm hồi sinh đây thì mình sẽ cho biết thế nào là đặt điểm hồi sinh. Đặt điểm hồi sinh với chúng tôi này. Nào, đặt điểm hồi sinh với chúng tôi này. Đặt điểm hồi sinh với chúng tôi này. Băm trả luôn các bạn. Băm trả luôn. Bạn ấy hối hận chưa? Hối hận chưa? Úi dồi ôi, con rồng. Mấy con rồng này nó ôi đừng dụ nó vào đây em ơi. Chết đấy, chết cả lũ với nhau. Úi dồi ôi. À, mình còn có áo giáp kim cương mà còn như thế này thì các bạn biết rồi đấy. Sức mạnh của cái con củ chuối chấm muối này nó ghê gớm. Mấy con củ chuối này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp thêm cái kiếm nhá. Nâng cấp bác kiếm đi. Súng thì lẩm quá các bạn ạ. May là, nhưng mà không sao. Súng cũng giúp đỡ mình rất là nhiều. Lẩm nhưng mà vẫn có công dụng của lẩm. À, thế nào? Được chưa ta? Không biết được bao nhiêu cái quả cầu lửa nhỉ? Cái gì? Phân lì được các bạn ạ. Lì thật sự luôn đấy. Lì. Người đâu mà lì các bạn? Người đâu mà lì? Trời ơi, người đâu mà lì đâu ạ? Đâu. Có động được vào. Nào. Động được vào. Úi giời, chạy ngay các bạn, chạy liền luôn. Rồi bây giờ cần, ui cần 100 à. Wow, kiếm lên vùng 13 các bạn. Ui. Đánh làm sao được? Trời đất ơi, đánh làm sao được mình? Các bạn thấy không? Rồi, đất ơi, cái phong cách gì không biết. Đây để mình chế tạo thêm. Chắc là mình chỉ nâng cấp lên cái kiếm ở level 13 thôi bạn. Con số bí ẩn này 14, 15. Đây là cái này là 14 này. Ui, tính ra cần mấy trăm cơ. Chế tạo rất là mất thời gian, chắc là thôi. Ui, skin lửa đốt cháy luôn. Ok, khá là VIP. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chế bạn kia thì bây giờ chỉ one hit mình chém một cái thôi là one hit rồi. Rồi, ok, sang bên kia cho biết thế nào là sự lợi hại của núp đây. Rồi. Ấy, mở cửa ra nào. Chết giờ là không mở cửa ra luôn. Không mở cửa ra luôn. Đâu rồi, có ngon ra đây. À, thả một đống cái con này các bạn, cay thế. Nó cản đường các bạn, cay thật sự luôn. Ok, thì có lẽ rằng clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Ngày hôm nay thì mình chế được đến cái thanh kiếm gọi là gần mắt đó các bạn. Thanh kiếm này xếp thứ 3. Đấy, thì nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like nhớ đăng ký kênh của núp nha. Và đừng quên comment những cái bạn phía dưới. Và xin chào gặp lại, bye bye.